Alo, đáng lý ra vẫn còn ngăn cách, nhưng mà hôm nay tôi nghe Nhi Thất nói là Nhi Thất hát bài Ngăn Cách, một nhạc phẩm ruột của Nhi Thất, mà bản này tôi cũng nghe từ hồi còn nhỏ, cho nên thôi cho tôi hát két, và bây giờ trở thành đôi song ca để mà so vai với lại đôi song ca Quang Minh Nguyên Huệ, Quang Anh Nguyên Huệ. Và xin hy vọng sẽ có anh mấy chị ở đây, chúng ta sẽ đặt thêm một số đôi song ca nữa, chứ chúng ta đơn ca hoài thấy nhiều khi mình thấy cũng hơi chán rồi. Bài này tôi theo Nhi Thất thôi, Nhi Thất cho phép tôi mới được hát theo Nhi Thất, vì nhìn đầy bấm của Nhi Thất. Trong khi chờ đợi lấy tông thì xin thay mặt cho Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego kính mời các anh chị nếu có thời giờ tối nay 7 giờ đến nhà thờ Tin Lành San Diego ở đường Claremont và Freeway 52 để dự đại lễ đường Giáng Sinh. Và chiều mai vào lúc 6 giờ rưỡi chiều mai Hội Thánh Tin Lành của tôi ở tại đường College Avenue sẽ có đại lễ. Quý vị đến nghe nhà thánh và sau đó có bữa ăn dè bài dòng vào buổi tối. Chiều mai từ 6 giờ rưỡi tại đường College Avenue và đường El Capo. Tối nay 7 giờ tôi sẽ có mặt ở trên Hội Thánh Liên Hiệp.